đường về dân ca quan họ Bắc Ninh, là chính là những tâm tư, những tình cảm và một nỗi buồn có pha chút mát mát mà các ca nghệ sĩ chúng em muốn gửi tới anh chị Việt Liên cũng như toàn thể gia tộc trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời cả nhà cùng đón nghe ạ.